Trời ơi, bữa giờ check tin nhắn á, toàn là tin nhắn của mấy chị em hỏi Ngân là Ngân ơi, Ngân có bí quyết gì mà mỗi lần Ngân makeup á thì da mặt của Ngân rất là căng bóng luôn. Thì hôm nay Ngân sẽ chia sẻ đến với mọi người, đó chính là nhờ sử dụng BB Color Clay của Vanessa nha mọi người. Đây, đây chính là tiếp BB Super BB Color Clay của Vanessa. Phía bên trên của nó là một cái đầu cọ. Đây, và cái lông của cái cọ này là được làm từ sợi silicon nhân tạo, cho nên khi mà mình tán lên trên mặt đó, thì cái lớp kem nó rất là mỏng và rất là đều, và đặc biệt là nó sẽ không có gây hại đến cái lỗ chân lông, gây hại đến da của mình. Bây giờ Ngân sẽ cho mọi người thấy vì sao nó được gọi là Super BB nha. Đây. À, trước khi mà cho mọi người thấy thì Ngân sẽ cho một vài khuyết điểm lên trên cái mặt của Ngân. Để mặt mèo, 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 thành con mèo mất tiêu rồi. Lát làm sao đi event này. Tại vì là hôm nay Ngân làm mắt hơi đậm đúng không? Tại vì là lát nữa Ngân phải đi event. Nhưng mà bây giờ mặt như thế này thì làm sao lát đi event đây mọi người? Không sợ vì đã có Super BB Color Clay của Vanessa rồi mọi người ơi. Mọi người cùng xem nha, cùng xem điều bất ngờ sắp xảy ra nha. Đây, chỉ cần lấy một cái lượng kem vừa đủ thôi nha. Tại vì đây là cái tiếp kem Ngân đang xài á, cho nên là nó cũng gần cạn kiệt hết rồi. Đây, bây giờ Ngân sẽ lấy một lớp mỏng thôi, chỉ cần một lớp mỏng thôi mọi người là đã đủ che cái khuyết điểm cái mặt mèo của Ngân rồi. Đây, mình lấy cái cọ ở trên đầu này rất là tiện luôn đúng không nè. Mỗi lần mà đem theo đồ makeup á, không cần phải đem nào là kem nào là cọ đủ thứ, rồi mất cây cọ rồi lấy gì đánh đó. Cho nên là Super BB Color Clay thì sự rất là tiện lợi đó mọi người. Chỉ còn một lớp mỏng thôi là đã che được khuyết điểm rồi nè mọi người ơi. Mà mọi người biết á, cây bút chì mà Ngân vừa mới vẽ lên mặt á, thì sự cái bút chì, cái chất bút chì đó nó bám rất là chắc luôn. Nhưng mà Super BB Color Clay vẫn che được khuyết điểm luôn. Chỉ còn một cái lớp mỏng thôi nè mọi người. Đó mọi người thấy không? Và Super BB Color Clay của Vanessa có cái độ chống nắng gấp 3 lần những cái kem BB loại thường trên thị trường khác nha mọi người. Đó mọi người thấy không? Rất là căng bóng luôn. Nhìn cái da của Ngân á, y như là không có đánh cái gì luôn á mọi người. Tại vì nó siêu 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 mỏng luôn á mọi người ơi. Đây, Ngân chế ra có chút xíu thôi nhưng mà Ngân test lên mặt vẫn còn trên tay rất là nhiều luôn nè. Chỉ cần một cái lớp mỏng thôi là đủ che khuyết điểm rồi. À, còn một cái đặc biệt nữa chính là Super BB Color Clay của Vanessa chống nước á, rất là tốt luôn. Bây giờ Ngân sẽ vẩy nước lên da mặt để cho mọi người xem là cái Super BB của Color Clay Vanessa này là tốt như thế nào nha. Đây. Đó, mọi người thấy nước chưa? Nó không chảy luôn nè mọi người ơi. Kỳ diệu không mọi người? Những cái kem nền khác á, thì nó đã chảy từ lâu rồi mọi người ơi. Và Ngân chắc chắn những chị em nào mà mình yêu thích makeup á, thì đều sẽ biết cái loại Super BB Color Clay của Vanessa này. Xài rất là sướng luôn mọi người nha. Đây. Đó. Và đặc biệt đó là nó được chiết xuất từ hồng sâm và rất là nhiều loại thảo mộc, cho nên khi mà các bạn sử dụng cái mùi nó rất là thơm và thơm rất là dễ chịu luôn. Mọi người có thấy da của Ngân rất là căng và bóng không? Ngân năm nay thì cũng 24 tuổi rồi, nhưng mà 24 tuổi là hôm nay là các bạn ở da sần sùi cũng rất là nhiều. Và Ngân không phải như mấy bạn nghĩ đâu, không phải như mấy bạn nghĩ nào là hay đi spa hay là uống nhiều thuốc thực phẩm chức năng chăm sóc cho da, không phải vậy đâu. Mà là nhờ cái lớp makeup Super BB Color Clay của Vanessa này hết đó mọi người ơi. Đây, giá là 425.000 nha mọi người ơi. À, còn một cái nữa mà xém xíu nữa Ngân quên chia sẻ đến với mọi người, đó chính là kem face của Vanessa. Đây, để giúp mình có để hỗ trợ cho mình có một cái lớp makeup đẹp thì kem face Vanessa cũng là một cái loại mà Ngân đang sử dụng luôn. Ngân sử dụng cho sáng và tối luôn nha mọi người. Đây, cái chất kem của kem face của Vanessa rất là tuyệt vời luôn. Đây, giống như cái chất da ua. Bây giờ Ngân sẽ test lên trên mặt cho mọi người xem luôn nha. Đây, chỉ cần lấy một lượng vừa đủ thôi, lượng ít thôi là nó đã đủ hết cho cả mặt luôn rồi mọi người ơi. Đó mọi người, Ngân dùng dưỡng buổi tối trước khi đi ngủ và dưỡng buổi sáng luôn nha mọi người.
cái chất kem face của Vanessa này sử dụng thực sự rất là sướng luôn. Khi mà mình bôi lên là nó thấm hết vào da mặt luôn mọi người ạ. Nó không có bị nhờn, bị nhớt hay là gai bết rít gì hết nha mọi người. Và mùi thơm của nó là cũng rất là dễ chịu, tại vì là nó cũng được chiết xuất từ hồng sâm và tất cả các thảo mộc luôn. Thơm quá. Đó mọi người, bây giờ Ngân sẽ cho mọi người xem lại cái bộ sản phẩm mà Ngân đang sử dụng để có một cái lớp make up đẹp như thế này nha mọi người. Mỗi lần mà Ngân sử dụng Super BB Color K của Vanessa này rồi là Ngân không cần phải đánh phấn phủ hay là đánh nhiều cái lớp make up khác đâu, mà mỗi lần mà để mang theo đồ trang điểm thì chỉ cần mang đúng em nó và cái son môi thôi. Đó, thế là đã đủ đẹp rồi mọi người ạ. Nha mọi người, mọi người muốn mua Super BB Color K của Vanessa này và kem face của Vanessa thì mọi người chỉ cần truy cập vào trang web vanessabeauty.com nha mọi người. Nhanh nhanh tay để còn được giảm giá 30% nha mọi người ơi.